lại với kênh Selena Nguyễn cách trồng rau tại nhà. Và hôm nay mình sẽ làm một clip để chia sẻ với các bạn cách nhận biết và chữa bệnh trĩ cho cây dâu tây ở tại nhà các bạn nhé. Và với cách này chúng ta làm cũng rất là đơn giản thôi. Và các bạn hãy đón xem clip của mình ngày hôm nay. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và bấm nút chuông bên cạnh để nhận hiển thị mỗi khi mình ra clip mới nhé. Mình sẽ cố gắng ra thật nhiều clip hay và hữu ích để chia sẻ với các bạn. Cảm ơn các bạn. Chia sẻ với các bạn cách chúng ta chữa cây dâu tây chúng ta bị trĩ các bạn nhé. Dấu hiệu để nhận biết cây chúng ta bị trĩ, các bạn nhìn này, cái lá của nó này nó đen như thế này, nó mọc ra nó cứ xoắn lại, nó cứ không chịu lở ra ấy, mà nó cứ bị đen này, các bạn thấy không? Này nó bị đen như này, cây này của mình là bị trĩ nặng các bạn nhé. Và các bạn nhìn phần thân của nó này, cái phần thân này nếu mà để dấu hiệu thân này nó bị xám đen này các bạn này, còn bình thường ấy cái thân của nó sẽ trắng như cái phần này các bạn nhé, còn nó bị trĩ này nó sẽ thâm này. Và cái trĩ này, cái cây dâu tây này của mình là hiện đang bị trĩ nặng. Còn nếu mà dấu hiệu để các bạn nhận biết là khi mà mới để các bạn phát hiện ra ấy, thì cái lá dâu ấy các bạn nhìn nhá, lá dâu ấy nó sẽ đỏ này, nó sẽ đây các bạn nhìn này, nó sẽ đỏ cái phần mọc ra, nó sẽ đỏ hết cả cái mặt này lại này, và lá nó sẽ cúp lại như thế này, và thân của nó này, thân của nó bắt đầu nó chuyển màu như này nhá, để các bạn nhận biết là dấu hiệu cây dâu chúng ta bị trĩ các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành mình phun thuốc cho nó, và cái phun thuốc này ấy thì chúng ta nên ngắt quả đi các bạn nhé, tại vì quả mà ăn thì cũng rất là độc, nên là chúng ta sẽ ngắt quả đi các bạn nhé, chúng ta ngắt đi để chúng ta phun. Và các bạn nên ngắt tận ngọn các bạn nhé, vì như thế thì cây nó không cần phải lấy dưỡng chất để nuôi cho cây nữa. Đấy, chúng ta ngắt như này đi, các bạn ngắt sạch đi. Đây, và cây này cũng thế, mình sẽ ngắt. Vì dâu của mình thì cứ một thời gian là nó sẽ ra quả đấy, nên là các bạn không cần phải tiếc các bạn nhé. Khoảng một đợt sau nó lại ra quả lại thôi. Sẽ ngắt hết đi để mình xịt thuốc cho nó chữa khỏi. Đây các bạn nhìn này, đây mọc ra này, lá mới, đây là lá mới mọc ra này, nó đen như này. Đây mình vặt hết đi, và cái cây này của mình nó đang ra ngó thế này các bạn này. Đây là cây dâu tây của mình mới cắm được khoảng 3-4 ngày này, các bạn thấy không? Rễ của nó bắt đầu mọc ra này, mình đợi ổn định rễ thì mình sẽ tách ra. Và nó đầu ra ngó tiếp này các bạn này. Đấy các bạn vặt hết đi, quả các bạn vặt hết đi. Và bị như này chúng ta phải chữa chứ, không chữa thì nó sẽ lây sang các cây khác. Và các bạn thấy này, quả này của mình này thì, nó mọc như này rồi thì mình sẽ để, nhưng mà mình sẽ không ăn các bạn nhé. Mình sẽ để nó lớn xong rồi mình lấy hạt của nó để mình làm giống. Mình sẽ lấy hạt để mình lấy giống, mình sẽ không ăn. Đây các bạn thấy này. Hôm nay mình sẽ dùng thuốc trừ sâu sinh học và đắt tiền này để dùng xịt các bạn nhé. Và liều lượng thì nó có hướng dẫn cụ thể ở đây rồi. Thì mình có ít cây dâu tây nên là mình sẽ pha với tỷ lệ nó là 3 lít nước. 3 lít nước mình pha mấy 3ml này nhé. Và cái thuốc sinh học này khi xịt vào ấy thì chúng ta nên vặt hết các quả của nó đi các bạn nhé. Đây, mình sẽ đo 3ml. Còn cái này, phần lại này mình sẽ gói đi, rồi mình sẽ cất. Đây dung lượng 3ml đây các bạn nhé. Rồi mình sẽ hòa vào. Và khi mà phun này thì chúng ta phải ít nhất là 15 ngày thì chúng ta mới được ăn nhé, ăn quả nhé. Tốt nhất là chúng ta vặt hết quả đi cho nó an toàn. Rồi đây mình hòa rồi. Bây giờ mình sẽ đổ vào bình xịt để mình đi xịt nhé. Và khi xịt ấy, chúng ta xịt hết cái phần lá trên này, các bạn xịt lá trên hay lá dưới này.
để phòng chống được các bạn xịt cả thân nó luôn nhé. Và các bạn xịt cho mình thì các bạn xịt cả thân trên thân dưới các bạn nhé. Xịt này, lá biết cái gì nó sẽ luôn xịt cả thân của nó luôn. Và các bạn nhớ là khi xịt ấy thì chúng ta hãy đeo khẩu trang và đeo găng tay cái thứ vào các bạn nhé. Dạo vừa rồi mình bận quá, mình không có thời gian chăm sóc ấy. Nếu mà được ấy, các bạn cứ chăm sóc cho mình mỗi hàng tuần một lần các bạn xịt tỏi ớt như mình có chia sẻ ấy, thì nó phòng chống được các bệnh về cây luôn đấy. Nhưng mà cái đây là cây của mình, cây dâu của mình nó bị trĩ nặng quá rồi nên là mình sẽ phải xịt thuốc sinh mặt, cái là thuốc sinh học nên là cũng không nguy hiểm lắm. Mình xịt này. Cây dâu tây sau khi mình đã xịt thuốc trừ sâu sinh học xong các bạn nhé. Và cái lá mà nó bị xoăn vào như thế này các bạn này, nó không bị ảnh hưởng gì đâu các bạn nhé. Nó do thay đổi thời tiết nên là cái lá dâu tây của chúng ta, nhất là khi mà đã giao mùa ấy, thì nó sẽ bị sun vào như thế này. Và nói chung là một thời gian sau thì nó sẽ bình thường trở lại bình thường. Rất là những cái cây mà mới trồng này hoặc là nhất là những cây mới trồng ấy thì nó sẽ dễ bị sun hơn, còn những cây mà trồng lâu rồi thì không bị các bạn nhé. Nói chung là cái mùa hè nắng nóng quá nên là nó sẽ bị như này. Còn một phần mà như thế này các bạn này là do mình tưới nước nhiều quá các bạn nhé. Nếu mà các bạn tưới cây ấy mà các bạn thấy bắt đầu mà nó bị đã đen đầu lá, chúng ta phải biết nhé, đó là do chúng ta đang tưới nước nhiều quá thì nó sẽ bị thối những cái lá này, là chúng ta phải tưới lượng nước ít lại nhé. Nói chung là cái mùa hè này là nắng nóng thì chúng ta lên thường xuyên. Nếu chúng ta thấy bề mặt cây của chúng, bề mặt đất ấy nó khô ấy, thì chúng ta xịt lớp nước nhẹ lên trên để cho cây của chúng ta nó sẽ cấp nước cho cây nhé. Tại vì là cây dâu tây này đòi hỏi rất là giữ ẩm cho đất, rất là hòn rất là nhiều nước nên là nó cần phải có độ ẩm. Đây là cây dâu tây của mình sau khi xịt thuốc trừ sâu sinh học các bạn này. Sau khi xịt được 6 ngày này các bạn này, và các bạn thấy cái lá non mới của nó mọc ra ấy, mà nó trắng như này và nó không còn bị đỏ nữa thì là cái cây này của chúng ta là đã được khỏi các bạn nhé. Và sau 6 ngày này thì mình có xịt thành 2 lần. Lần đầu tiên mình chụp có quay cho các bạn xem đấy. Và lần thứ hai thì cách 3 ngày mình lại xịt một lần nữa. Đây các bạn thấy này, đấy cái là để dấu hiệu nhận biết là cây của chúng ta đã khỏi, là các bạn thấy là các lá mới nó mọc ra này, nó sẽ không còn bị trĩ nữa các bạn nhé. Nó không còn có dấu hiệu bị trĩ nữa thì là cây của chúng ta đã khỏi các bạn nhé. Đây các bạn thấy này. Lá của nó cũng đã khỏi này, không hề bị nữa này. Và hy vọng cái clip này của mình chia sẻ với các bạn sẽ giúp ích cho các bạn để chúng ta nhận biết được là thế nào mà cây dâu tây của chúng ta bị trĩ và cách điều trị của nó tại nhà các bạn nhé. Và nếu được, nếu mà cây của chúng ta bị trĩ nhẹ thì chúng ta có thể xịt gừng, ớt, tỏi, rượu để chúng ta xịt thì nó sẽ hết các bạn nhé. Hoặc là một tuần chúng ta xịt một lần như thế thì nó sẽ phòng chống luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Hy vọng những cái điều chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho các bạn. Và các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm nút chuông bên cạnh để nhận hiển thị mỗi khi mình đăng clip mới nhé. Rồi, cảm ơn các bạn.